Chủ, Milner da đỏ loại nhỏ có không? Ừ, để tôi xem. Đây, bạn xem cái này được chứ? Milner da đỏ này hàng chính chủ hả? Đúng rồi, của tôi đó. Kích thước này rất phù hợp. Đầu nước Milner da đỏ khá ổn. Không đèn rất tốt, chủ yếu xem giá cả thôi. Ông chủ, muốn bán mấy ngàn? Milner da đỏ dương mai thực phẩm đó. Rẻ thôi 10 vạn tệ. Nhỏ như vậy bạn muốn 10 vạn tệ, hơn nữa viên này cũng chưa đạt ra dương mai. Thương lượng giá đi, trả giá mấy ngàn thì miễn dùng. Chúng tôi hỏi giá, bạn cũng có báo đàng hoàng đâu hả? Bạn như vậy tôi sẽ bỏ giúp bạn số 0. 1 vạn tệ nhé, 1 vạn không bán được. Bây giờ loại này rất hiếm, nếu thực sự mua thì chốt 6 vạn. Tôi không trả bạn 6 ngàn là tốt rồi, bạn còn muốn hết tôi 6 vạn hả? Bạn có báo cái giá dưới 3 vạn tệ không? Giá hợp lý thì tôi lấy, hơn 2 vạn tệ có thể thương lượng. Tôi bắt bài được thằng cha này rồi, trả xuống 50% nữa là dín, xem nhé. Thôi tôi không nói nhiều với bạn nữa, tôi chốt giá mua là 1,3 vạn tệ, ok. Dưới 2 vạn thì miễn bàn, thêm cho anh ta thêm 1.000 nữa đi, nếu không bán thì mình mua chỗ khác. Được rồi, vậy anh làm chủ đi, nghe chưa, cô bé cũng là một người rất hào phóng. Đừng cứng nhắc như vậy, viên này 1,4 vạn là hợp lý rồi. Nếu anh còn không bán thì cả hai bên đều không có gì cả. Như vậy đi, tôi bán, nhưng mà là cho người đẹp chút mặt mũi đó nha. Phải như vậy chứ, tốt lắm. Vẫn may là người đẹp có mặt mũi. Đi thôi bạn ơi, tôi đưa bạn đến nhà máy cắt xem sẽ xuất hiện kỳ tích gì. Mũ mĩm hãy cắt đôi nó cho tôi. Đúng rồi. Bạn ơi, bạn có biết tại sao hôm nay tôi lại chọn loại vật liệu này cho bạn không? Xem trong video của bạn loại Milner da đỏ này dễ thắng phải không? Đúng, Milner da đỏ này tiềm năng rất lớn, cho nên gặp phải giá cả phù hợp là hoàn toàn có thể cắt. Nhất đào phú, nhất đào bần, chúc bạn một đào phát tài lớn. Khai máy nào. Bánh răng may mắn do bạn tự mở ra, nhìn cái màu xanh lá cây đó. Ok. Bạn ơi, chắc bạn đã kết hôn rồi, vừa kết hôn năm ngoái, nếu cắt thắng, bạn có định làm ngọc bài cho chồng của bạn không? Nói thật, lần này tôi đến đây vì anh ấy muốn, anh ấy bận công việc không đến được. Ồ, hóa ra là đến chơi giúp anh ấy hả? Để xem vận may của hai bạn thế nào nhé, mở ra đi. Không tệ đâu, có ngọc rồi, lấy ra xem đi. Vợ chồng đồng lòng, trời xanh phù hộ, hai bạn chiến thắng rồi. Viên ngọc này rất hoàn hảo, kiểm tra trực quan, vòng tay đều có thể làm, tinh thể ngọc rất tốt, còn có thể nhìn thấy hoa nổ, rất là tuyệt vời. Cái này xem như lời chút ít, nếu đầu nước dài hơn một chút, giá trị sẽ cao hơn. Tôi đã rất hài lòng rồi, vậy thì phiền anh giúp tôi làm hàng nhé. Không thành vấn đề, tôi sẽ thiết kế một ngọc bài cho chồng của bạn trước, bên này sẽ làm cho bạn một chiếc vòng tay, chúng ta sẽ tối đa hóa giá trị. Được rồi, triển khai, tiểu mật lấy ra đây, làm cho tôi một cái vòng tay trước.